Hiểu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 29. Kính cảm ơn Quỳnh Bác Thảo Ná và Sĩ Sai Minh cho bài ôn. Ấp bá má tù bá má tề xú xú tề xú bá hú trà gá rồ á bá lá sằng quá xì cả hát sồ hiếm tòa trà già tí xú mềm thá sồ. Ấp bá má tù bá má tề xú xú tề xú bá hú trà gá rồ á bá lá sằng quá xì cả hát sồ hí tòa già tí xú mềm thá sồ. Ấp bá má tù bá má tề xú xú tề xú bá hú trà gá rồ á ba lá sằng quá xì ca hát sô hí tòa già tí xú mềm tá sô. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sao con ngựa hèn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Áp ba má tồ ba má tề xú xú tề xú ba hú trà gá rồ á ba lá sằng quá xì cả hát sồ hí tòa già tiết xú mề thát sồ. Trú niệm niệm giữa kẻ buông lung, tỉnh thức giữa đám mê mung lụt loạn cuồng, như con tuấn mã kim cương, sau lưng bỏ lại lương ương ngựa hàng. Bản dịch của Hòa Thượng Gia Đức. Kính mời cô Cẩm Nhân. Dạ, sa thú kính cấp ơn Xích Rạng Đồng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ Giáo Pháp, con kính hành lễ Đức Tăng. Con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn Đại Đức. Và Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức, kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 29. Áp bá mát tô bá mát tê xú xú tê xú bá hú cha giá tô á bá lát xăng quá si gác xô khí to già tí xú mê thá xô. Áp bá mát tô bá mát tê xú xuất tê xú bá hú cha giá tô á bá lát xăng quá si gác xô khí to già tí xú mê thá xô. Bá mát tô bá mát tê xú xuất tê xú bá hú cha giá tô á bá lát xăng quá si gác xô khí to già tí xú mê thá xô. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sao con ngựa hàng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Trú niệm giữa kẻ buông lung, tỉnh thức giữa đám mê lung loạn cuồng, như con tuấn mã kiên cường, sau lưng bỏ lại lương ương ngựa hèn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm ơn đã ôn tâm mến mời bàn tay của chị Đạt Lê. Dạ, kính cảm ơn chị Cẩm Vân ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ chư đại đức tăng, quý cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Và con xin đọc bài kệ số 29. Áp pa mát tô pa mát tê su 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 tê su pa hồ cha gà rô a pa lát sang quá chi quá si gần quá si hát cho hít tòa ya tí su mê thát sô. A ba mát tô ba mát tê su su tê su pa hu cha gà rô a bát lát sang
Vatsit Gatso Hitwa Cha Si Sume Thaso. Cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hàng. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: trú niệm giữa kẻ bung lung, tỉnh thức giữa đám mê mung loạn cùng, như con tuấn mã kiên cường, sau lưng bỏ lại lương ương ngựa hàng. Và đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Manto ba mante su su te su pa hu chang ga ro a pa lat sang wa sin gat so to cha ti su me tha so apa manto ba mante sung su te su pa hu changaro apa lan sang wa sin gan sung hito cha ti su me tha sung apa matto ba mat te su su te su pa hu cha ga to a pa la sang wa si ga to hi to cha te su me ga so. Dạ, con đã đọc xong câu pháp cú số 29. Dạ, kính mời vị kế tiếp ạ. Đợi vị sáng. Cảm ơn chị Đằng Đông. Ok. Sa thu lần thầy xích tâm phượng nam mô phật thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá kính đại lễ bà ngồi tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng, kính đại lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 29 và muốn xin rằng đồng xích nhật hình cho biết nghe rõ. Appamatto pamatesu su te su ba hu cha ga ro a ba la sang wa sin kha so hi toa ya ti su me tha so a pa ma to pa ma te su su te su ba hu cha ga ro a ba la sang wa sin kha so hitwa yati sumetha so aparamato pamatesu sutesu bahu chagaro abalatsang vasikhatso hitwa yati sumetha so. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn. Bản dịch của Ngài Minh Châu: chú niệm giữa kẻ buông lung, tỉnh thức giữa đám mê mung loạn cuồng, như con tuấn mã kiên cường, sau lưng bỏ lại lươn lươn ngựa hèn. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Nam mô Phật Tha Gia Gia Con xin được thưa mít. À, mến mời Trần Phụng tiếp theo. Dạ, nam mô Bố Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào quý cô, quý chú trong đạo tràng. Dạ, con xin được ôn câu pháp cú số 29. Appa matto ba mat tê su 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 tê su ba hu cha gat ro a ba la sam va si gat so hi to ya ti su me tha so a ba ma to ba ma tê su su tê su ba hu cha gat ro a ba la sam va si gat so hít to và tí
Sumethaso. Tinh cần giữa phóng nhập, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sâu qua ngựa hèn. Và đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Appamatto dhammate su sutte su da hu cha ya ro apalapsam vasiyaso hipayati sumethaso. Appamatto dhammate su sutte su da hu cha ya ro apalapsam vasiyaso hitojati sume sume tha so. Trú niệm giữa kệ buông, trú niệm giữa kệ buông lông, tỉnh thức giữa đám mê mông loạn cuồng, như con tống mã kiên cường sâu lân bỏ lại lương ương ngựa hèn. Dạ đây là bản dịch của Ngài Thượng Giới Đức. Dạ con đã ôn bài xong. Cảm ơn chú Quốc Thách An Thái Ná đã cho con bài đọc. Dạ con đạo tràng con xin dâng mic lại cho đạo tràng. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thần Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, còn kính đảnh lễ quý Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý tu nữ. Kính chào quý anh chị Chư Ân Cô Tự Duyên, Sĩ Trần Phụng, chị Đặng Đông, chị Nhật Quỳnh. Con xin phép trả bài câu pháp cú số 29. Appamatto dhammate su sutte su bahu chagaro apala sang vasi gaso hitoa yati sumethaso. Appamatto dhammate su sutte su bahu chagaro apala sang vasi gaso hitoa yati sumethaso. Appamatto dhammate su sutte su bahu chagaro apala sang vasi khaso hitayati sumethaso. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sao con ngựa hèn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Appamatto dhammate su sute su bahu chagaro apala sang vasi khaso hitayati sumethaso. Appamatto dhammate su sute su bahu chagaro apala sang vasi khaso hitayati sumethaso. Chú niệm giữa kẻ buông lung, tỉnh thức giữa đám mê mung loạn cuồng, như con tướng mạo kiên cường, sau lưng bỏ lại lương ương ngựa hèn. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ kính dâng mít lại đạo tràng. Nam mô Bố Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ để Thượng Tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ để Đức Tuệ Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Và con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 29. Appamatto dhammate su sutte su bahu chagaro apala sang vasi khaso hitayati sumethaso. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sao con ngựa hèn. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Appamatto dhammate su sutte su bahu chagaro apala sang quasi khaso hitoyati sumethaso. Trú
niệm giữa kẻ buông lung, tỉnh thức giữa đám mê mung loạn cuồng. Như con tuấn mã kiên cường sau lưng bỏ lại lương ương ngựa hèn của hòa thượng Giới Đức. Dạ con kính tri ân đạo tràng, con kính tri ân chú Quách Tha Ná, Xích Nhật Quỳnh. Dạ con kính gửi mít đến đạo tràng. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn Nguyên Tịnh, lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện nha. Dạ cảm ơn Rạng Đông, cha Nhật Bình biết được tín hiệu. Cảm ơn Nguyên Tịnh, cảm ơn Trần Phụng. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ đạo tràng còn thấy nick của Đại Đức Tuệ Nhẫn còn trong rung không quý vị? Cha Nhật Bình xin một tín hiệu đi. Alo. Sao máy Nhật Bình? Dạ nhái Nhật Bình không thấy. Dạ. Dạ trong khi chờ đợi sư trở lại đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh xin được ôn bài. Mặc dù đã hết giờ nhưng mà sư chưa có trong đạo tràng thì làm sao mình thỉnh pháp sư phải không quý vị? Dạ cảm ơn Minh Bách Thanh Á đã cho bài học. Dạ con thấy Đại Đức Tệ Nhẫn quan lâm lại đạo tràng rồi. Dạ thôi con xin phép không ôn bài ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ sa thú thành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Nguyên Tịnh, cô ấy Minh, Xích Trần Phụng, Quỳnh Quách Thanh Á, Xích Tâm Phương, Cẩm Vân, Xích Rạng Đông và cô tu nữ Tệ Duyên đã hoàn hỷ ông bài Pháp Cú Kinh số 29. Và chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân thỉnh tọa Đại Đức Tuệ Nhẫn đã hoàn hỷ cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 29. Bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài Pháp Cú Kinh 30. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều chẳng như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng dư sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 30. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư và cảm ơn Minh Quách Thanh Nạ đã cho bài học. Dạ, hôm nay chúng ta học về Đức Vua Trời Đế Thích. Quý vị có ai muốn sanh làm Đức Vua Trời Đế Thích không? Bây giờ quý vị có muốn ai sanh làm Đức Vua Trời Đế Thích không? Hôm nay có ai muốn sanh làm Đức Vua Trời Đế Thích không? Trước khi vào học bài kinh số 30, con xin nghiêm tình thân cầu ý cùng với chư Đại Đức Tăng và tất cả quý Phật tử đảnh lễ ân Đức Tam Bảo ạ. Đức Vua Trời Đế Thích có một thôi. Chúng ta không thể nguyện thành Vua Trời Đế Thích được trong hiện tại. Luôn luôn phải có trí tuệ.
Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivadene svakhato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato savakasangho sanghang namassami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo cao thượng. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo thật sự là phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Nhưng chỉ với những ai có đầy đủ duyên lành, gặp được chánh pháp, nghe được chánh pháp, thực hành theo đúng chánh pháp mới chấm dứt mọi khổ đau. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy trong dòng tâm thức của mình, trong các kiếp sống sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu các ba la mật và liễu ngộ tứ thánh đế trong kiếp sống hiện tại và tương lai của mình, chấm dứt mọi khổ đau. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, và nhất là kính chư phước báo này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa, xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để thành tựu các đức hạnh, giới định tuệ và sớm nhiễu chi được tứ thắng đế trong giáo pháp vô thượng của Đức Thế Tôn. Với phần phước báo thanh cao này, chúng con cũng nguyện là nhân là duyên để chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp này. Và trong một năm qua, con đã tự mình với phước báo cung kính Tam Bảo và lập nên một ngôi Tam Bảo đẹp và cho chư tăng tu tập. Đó là một món quà rất là giá trị của một kiếp sống. Và kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng và tất cả quý vị. Nam mô Bụt Tha nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học về phẩm không sao lãng hay là phẩm không phóng dật. Trước khi vào bài pháp thì chúng ta phải luôn nhớ, quá khứ giàu có đẹp đẽ đến bao nhiêu thì chúng cũng đã qua rồi. Và quá khứ cũng chỉ là những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, cứng, mềm, nóng, lạnh, những cảm thọ. Chúng không phải là ai cả, chúng không phải là Đức Vua Trời Đế Thích. Chúng có thể là tứ thánh đế, mà chúng cũng có thể là trầm luân, và chúng cũng có thể là Đức Vua Trời Đế Thích trong một cái tên, một cái danh hiệu. Nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ về pháp mà Đức Phật dạy. Và ngày mai chúng ta cũng không phải đón chờ một cái điều gì cả. Ngày mai chắc chắn cái nghe cũng tới, ngửi cũng tới, nếm cũng tới, xúc chạm cũng tới, buồn phiền cũng tới, phiền não cũng tới, phóng dật rồi cũng tới mà thôi. Như bao nhiêu kiếp sống khác. Và tất cả những cái đó rồi cũng sẽ diệt đi. Khoảnh khắc này cũng vậy. Và khoảnh khắc này là khoảnh khắc tối thượng nhất. Thường thì cuộc sống của chúng ta chết trong thực tại mà không sống thực tại. Đó chính là chúng ta vô minh về khoảnh khắc này. Chúng đẩy, chúng cuốn chúng ta vào dòng sanh tử. Vậy thì giáo pháp của Đức Phật tối thượng chính là khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm mà chúng ta hiểu được. Chúng chỉ là pháp do duyên, và không có một ai, không có một con người nào điều khiển được các cái pháp này. Thì đó là sự hiểu biết tối thượng. Thì đó là vượt xa Đức Vua Trời Đế Thích. Và đó là xứng đáng của các bậc thánh, và xứng đáng con của Đức Phật, và xứng đáng để nếm được hương vị bất tử. Do vậy chúng ta luôn luôn phải nhớ về cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, dầu là một chút ít,
còn quý giá hơn là chúng ta kể những cái câu chuyện từ quá khứ và vị lai. Tất cả những thứ đó chúng ta đều kể trong tưởng tượng, trong mơ hồ, trong ảo mộng, trong những câu chuyện sách vở. Nhưng mà cái là thực hiện giờ là những cái thấy, nghe, ngửi, đếm đụng mà chúng ta nó đang có thực, nó đang là pháp, nó đang là duyên sinh, nó đang báo hiệu cho chúng ta biết về những cái tính chất của nó. Và luôn luôn phải nhớ một cái điều đó, chúng ta có làm cái gì đi chăng nữa mà chúng ta quên cái này thì chúng ta mãi mãi không bao giờ gọi là quy y Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phải luôn luôn nhớ, không phải là chúng ta nói con quy y Phật mà chúng ta lại không hiểu về Đức Phật, quy y pháp mà chúng ta không hiểu pháp là gì, quy y chư tăng mà chúng ta không hiểu hạnh của chư thánh tăng là gì, thì điều đó là rất là không có xứng đáng. Và chúng ta cần phải luôn luôn nhớ một điều như vậy. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về câu pháp cú số 30. Chúng tôi xin đọc lại một lần. Abhamma de nak makhawa dewa nang setha tang gato abhamma dang pasang santi pamado ga rahito sada abhamma de nak makhawa dewa nang setha tang gato abhamma dang pasang santi pamado ga rahito sada. Nghĩa việc là Đức Trời Đế Thích Makhawa đi đến vị trí hàng đầu trong số chư thiên nhờ sự không sao lãng. Người người ngợi ca sự không sao lãng. Sự sao lãng luôn luôn bị quả chấp. Chúng ta biết cuộc sống của chúng sanh, của chúng ta, và nhất là trong cõi dục của chúng ta, thì luôn luôn cái si phóng dật này nó luôn luôn có mặt trong 12 tâm bất thiện. Và tất cả mọi khổ đau, tất cả mọi vấn đề của cuộc sống đều bị si chi phối. Như vậy thì chúng ta biết là tất cả mọi lỗi lầm, mọi đau khổ nó không đến từ ai cả, mà nó đến từ phiền não, từ si mê về cuộc sống, về bất thiện. Và để cho chúng ta thấy được rằng là tâm si mê thì nó bao trùm cuộc sống của chúng ta từ lúc chúng ta thức dậy cho đến khi đi ngủ. Chúng len lỏi sau những cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm đụng. Chúng rất là mịt mù và rất là to lớn, không có cái gì mà nó cái sức che mờ của nó bằng si mê cả. Chúng ta luôn luôn quên về các pháp trong đời sống hàng ngày và luôn luôn nhớ về tôi, về cái của tôi, về người này, người kia. Mà trong khi đó, chúng ta không biết được rằng mọi thứ hiện khởi chỉ là các thực tại rất là đơn điệu. Chúng sanh khởi bởi duyên riêng của chúng và rồi diệt đi. Mà không có một con người, không có một ai, không có một cái gì ở trên đời này cả. Khoảnh khắc cứng thì không phải là đàn ông, đàn bà. Khoảnh khắc thấy thì không phải là đàn ông, đàn bà. Màu thì không phải là đàn ông, đàn bà được. Âm thanh thì không phải là đàn ông, đàn bà. Cảm thọ thì cũng không phải là đàn ông, đàn bà. Xúc thì không phải là đàn ông, đàn bà. Tưởng, tư không phải là đàn ông, đàn bà. Mỗi một pháp thì chúng thể hiện cái chức năng riêng của chúng và rồi chúng diệt đi. Chúng không hề quay lại nữa. Như vậy thì cái gì là tôi, cái gì là của tôi, cái gì là tự ngã của tôi? Không. Như vậy thì chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật rất là sâu kín, mà nó lại ở ngay ở đây. Nó ở ngay trên cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm trong đời sống. Và chúng ta thì luôn luôn quên những cái thứ này. Và chúng ta đi tìm cái con đường thánh đạo ở đâu đó. Chúng ta đi tìm ở Niết Bàn, ở trong thiền định, trong cái gì đó rất là xa xôi. Nhưng mà cái là thực đang sanh khởi thì chúng ta lại cho nó là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi xúc, tôi chạm. Mà chúng ta không biết được rằng là những cái pháp này cần phải được hiểu như chúng là chân đế. Thì
Thì chỉ như vậy mới gọi là không có phóng dật thôi, phải không? Còn chúng ta đọc cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là Đức Vua Trời Đế Thích không phóng dật, nhưng mà chúng ta khi đi vào pháp á thì nó phải khác biệt. Như này, chúng ta nhớ là chúng ta bị cái câu chuyện nó dẫn chúng ta đi là chúng ta chết. Mà chúng ta thì luôn luôn bị cái câu chuyện nó dẫn đi, mà nó dẫn đi xa lắm, nên là chúng ta bị cuốn trôi. Trước khi vào bao giờ thì chúng tôi cũng nói đến quý vị một điều như vậy, thì chắc chắn là chỉ cần chúng ta khởi lên nghe được một chút về thực tại, một chút hiểu biết thôi, cũng đã là giá trị vô lượng hơn là hàng tỷ tỷ lần những cái câu chuyện mà chúng ta cứ kể và nghe. Chỉ làm cho chúng ta vô minh thêm, chỉ làm cho chúng ta tưởng tượng thêm về những cái đời sống mà chúng ta mong mỏi những cái đời sống giống như họ. Mà thực tế thì các pháp đều phải do duyên khởi, không ai không có hai vị đế thích được. Không có năm sáu Đức Phật sanh cùng một lượt được. Do vậy khi mà chúng ta học cái gì, chúng ta phải luôn luôn nhớ về pháp Đức Phật dạy, thì nó mới đem đến cái lợi ích là lâu dài, lợi ích thiết thực, lợi ích cho sự giải thoát. Chúng ta biết là Appa Madena, tức là Pamada là chỉ cho cái sự phóng dật. Phóng dật ở đây tức là nó sao lãng về những cái hiện tại. Phóng dật ở đây là những cái tâm si mê, những cái tâm bất thiện, những cái tâm ganh tị, tật đố, bỏng sẻn, hay là những cái tâm tham, tâm sân trong đời sống hàng ngày. Nó sanh khởi và chúng ta chạy theo cái câu chuyện của nó, và chúng ta không nhận biết được những cái thứ này, và rồi chúng ta mê đắm trong các cái dục của nó. Chính vì vậy mà nó được gọi là Appamadena. Khi mà chúng ta ăn một cái điều gì đó mà chúng ta khởi lên thích thú, đắm nhiễm vào trong đó, gọi là Appamadena. Khi mà chúng ta ganh tị một cái điều gì đó thì nó cũng gọi là Appamadena. Khi mà chúng ta nói những cái lời mà chỉ trích người khác, nó cũng là Appamadena. Khi mà chúng ta ở không mà chúng ta nghĩ tưởng về các cái dục gì trong riêng mình, nó cũng gọi là Appamadena. Mà tâm của chúng ta mà nó còn mơ về các dục thì nó cũng gọi là Appamadena. Dễ sợ không? Như vậy thì chúng ta thấy Appamadena nó ở đâu? Nó sanh khởi suốt ngày trong cái sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, phải không? Đó là bất thiện. Appamadena ở đây chỉ cho tất cả 12 tâm bất thiện, mà nó chỉ cho si, nó chỉ cho si phần. Như vậy tất cả mọi tội lỗi, mọi đau khổ ở trên đời này, mọi vấn đề trên đời này do si mà ra. Nhưng mà có ai có thể làm gì được si, ngăn ngừa được si không sanh khởi không? Không thể được. Chỉ có trí tuệ. Mà trí tuệ thì có ai tạo ra được trí tuệ không? Xin thưa là không. Trí tuệ nó cũng phải lớn lên bằng duyên riêng của chúng. Như vậy trí tuệ cao chừng nào thì nó thấu rõ được các cái bất thiện si phần này nhiều chừng đó. Và nó khi mà nó đủ duyên và các ba la mật kết hợp với tứ thánh đế thì cái tâm thánh đạo đầu tiên là tu đầu huờn thì mới diệt được, bắt đầu mới diệt được những cái si phần từ thô cho tới tế này. Chứ còn thiền định có diệt được không? Xin thưa là không. Thiền quán có diệt được không? Xin thưa là không. Nhưng mà thiền quán là phát hiện và làm cho chánh niệm sanh khởi và làm những cái định lực và làm cái gì? Là làm cho những cái tính tấn niệm định tuệ nó mạnh lên. Nó mạnh lên thì những cái đối tượng bên ngoài nó không còn làm duyên cho những cái lợi hoặc bên trong để tác nữa. Thì dần dần cái tâm siêu thế đấy, tâm siêu thế thì nó cũng không có diệt trừ phiền não tham sân si ở bên ngoài, mà nó diệt trừ những cái lợi hoặc tiềm ẩn từ rất là xa xưa. Khi mà nó diệt cái nguồn gốc của nó đó, thì những cái bên ngoài này nó chỉ là cảnh thôi, nó mãi mãi là cảnh. Thì những cái này nó được đứng gốc lên thì nó mới hết cái anh chàng phóng dật này. Thì đó là chúng ta cần phải hiểu. Như vậy nè, khi mà nói đến Appamadena là cái gì, thì
khi mà chúng ta nói chuyện với ai mà chúng ta thích thú cuốn vào câu chuyện cũng là Appama Dina, và chúng ta bực phiền với câu chuyện đó cũng là Appama Dina, chúng ta chạy theo cái câu chuyện đó cũng là Appama Dina. Và chúng ta thấy thì có phải là hàng ngày phóng dật nó rất là lớn phải không? Nhưng mà không ai có thể ngăn cản được chúng sanh khởi, bởi vì chúng sanh khởi với duyên của chúng. Không có duyên thì chúng không có sanh khởi. Như vậy để chúng ta học để hiểu. Như vậy tất cả pháp của Đức Phật dạy để chúng ta hiểu về thực tại trong đời sống hàng ngày, không phải để làm một cái gì đó. Bởi vì pháp đã sanh khởi với duyên của nó ở đó rồi. Nếu không hiểu chúng cũng biến mất, và hiểu rồi chúng cũng biến mất. Chứ không phải là chúng còn ở đó cho chúng ta hiểu. Không có chuyện đó xảy ra. Do đó mà chúng ta phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu học hỏi, và mất rất nhiều kiếp sống để bồi bổ một cái con đường cho trí tuệ. Và khi trí tuệ đủ cái năng lực, đủ chớn của nó đi vào thấm đạo, thì nó mới chấm dứt cái Appamadena này. Còn cái Appamadena là chỉ cho chánh niệm, chỉ cho chánh niệm tỉnh giác. Thì chúng ta biết là chánh niệm thì nó sanh khởi bao nhiêu? Sanh khởi ở 90 bao nhiêu nhỉ? 91 tâm hả? Chánh niệm thì nó sanh khởi tới ở trong 91 tâm lận. Ồ, cúp điện rồi. Sao đây? Cúp điện rồi sao thấy bài à? À, quý vị chờ một chút xíu để xin lấy cái đèn pin. Thì chúng ta biết là cái từ Appamadena thì chỉ cho chánh niệm tỉnh giác ha, không có phóng dật. Và cái từ Makkhava là một cái danh từ nam tánh chủ cách, chỉ cho Đức Vua Trời Đế Thích. Và Devanang là cái từ Dewa. Dewa là một cái danh từ nam tánh. Và câu kệ này chia theo sở thuộc cách, nói về chư thiên, nói về các vị chư thiên. Xếp thấp tá là một cái danh từ nữ tánh, chia theo đối cách là vị trí hàng đầu, ngôi vị tột bậc. Như vậy là cái tầng trời này thì cái vị vua đứng đầu, vua trời đứng đầu, tức là Đức Vua Trời Đế Thích. Từ xếp thá là một cái tính từ hàng đầu, hay là cao quý, hay là tốt nhất. Gato là cái căn của nó, là căn găm, động từ nguyên mẫu của nó là gách chất tí đó. Ở đây nó chia theo quá khứ phân từ, nó thuộc về chủ cách. Thì đã đi đến, tức là từ một cái phước thiện ở cõi người mà đi đến ở đây là bằng sự tái sanh, sự trục sinh.
Và ở đây dường như là chúng ta học Phật pháp á, dường như là chúng ta không hiểu là chúng ta luôn có ý niệm về ngã, rằng là ô cái vị này ở cái cõi người này bây giờ sanh lên cõi trời. Nên là chúng ta biết là cái ngôn ngữ đó chúng ta phải hết sức là lưu ý rằng là không có Đức Vua Trời Đế Thích nào cả, và cũng không có chẳng mắt khá nào cả, mà ở đây chính là thiện và quả của thiện ha. Nó được tiếp nối, nó được tiếp nối. Như vậy là Đức Vua Trời là khác hoàn toàn, và cái anh chàng Makhawa cũng là khác. Mà nghiệp, chúng ta phải luôn nhớ nghiệp thiện, nghiệp đại thiện, chứ không mà chúng ta nghĩ rằng có mình trong đời sau, chúng ta rất dễ bị chấp thủ. Ô chà, điện cúc mà không có cái đường biên khó đọc bài quá. Cái từ appamadang appasangsanti là người người ngợi ca sự không sao lãng. Appamasanti, căn của nó là căn sân cộng với anh tích, tiếp động ngữ pháp. Ở đây nó là động từ, thuộc về tha động từ thể hiện tại và ngôi số 3, là ngôi thứ 3 số nhiều, là gọi ngợi ca hay là khen ngợi hay là tán dương tán thán thì cũng được. Tiếp tục ngữ pá là chỉ cho cái sự nhấn mạnh. Căn sân là chỉ ra hay là nói ra. Và cái từ pamado garahi to sada, pamado tức là sự sao lãng, sự phóng dật, luôn luôn bị quả trách. Quả trách về pamado, ai quả trách thưa quý vị? Chính là bất thiện, và nó tạo ra thì cái phiền não nó quả trách, và cái quả của nghiệp đó bị nói, bị chửi, bị mắng, bị nhục mạ qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi. Mà hàng ngày chúng ta luôn cái thứ này nó rất là nhiều trong đời sống, chứ không phải ai quả trách chúng ta đâu, mà quả của nghiệp nó quả trách. Rồi là những cái phiền não, những cái khổ đau, những cái dây dứt ở trong tâm của chúng ta nó quả trách chúng ta. Chà, không có cái đèn pin đâu. Wow, chết rồi. Quả chất. Rồi cái từ garathito thì chúng ta biết là nó là quá khứ phân từ, thuộc về nam tánh, chia theo chủ cách là đã bị quả chất, đáng khiển chất. Sada là một cái trạng từ thường hay là luôn luôn. Và ở đây Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là Đế Thích không phóng dật, đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Đó là những cái từ được trích nghĩa từ vựng trong bài kệ này mà chúng con đã gửi đến quý vị. Và cái tích truyện Pháp Cú 30 này thì được Đức Thế Tôn khi Ngài ngự ở ở trong cái giảng đường trùng cát Kuta Garasana,
và gần cái thành Vesali. Và chúng ta biết là cái Vesali nó được được phiên âm thành Quảng Nghiêm đó, phải không? Quảng Nghiêm, nên là chúng ta thường có những cái chùa Quảng Nghiêm này. Thì cái tên Vesali này nó được cái tên tàu phiên âm này cũng là chùa Quảng Nghiêm. Thì đề cập đến đến cái vị thiên vương Đế Thích hay là Sắc Cá, thì vào cái thời đó thì trong cái thành Vesali Quảng Nghiêm này có một cái vương tử tên là Mahali, thuộc cái dòng Nichavi. Thì một hôm á, vị đó được nghe Đức Thế Tôn thuyết lên cái bài kinh Sắc Cá Tăng Ha đó, là Đế Thích Vấn Đạo. Đế Thích Vấn Đạo, Đế Thích Sở Vấn. Thì vị đó mới thắc mắc và vị đó mới nghĩ rằng Đức Chánh Biến Chi đã thuyết pháp đề cao và ca tụng những cái đức hạnh và những cái quyền lực của Đức Vua Trời Đế Thích. Vậy là cái là do ngài đã thấy rồi thuyết, hay là ngài chưa thấy mà thuyết? Do ngài quen Đức Đế Thích hay là không quen? Thì vị đó khởi lên cái nghi vấn đó. Và vị đó mới nói rằng mình sẽ hỏi lại ngài. Thì lúc tử Ali đảnh lễ khi tôn chưa thấy ngài biết, mà phải là có lợi ích chân thực và đem đến thiết thực, thì ngài mới giảng dạy cho con của ngài. Và có rất nhiều pháp ngài thấy ngài biết, nhưng ngài không đem đến lợi ích thì ngài không bao giờ ngài giảng thuyết. Dầu như thế nào ngài cũng không giảng thuyết, ngài chỉ thuyết những cái pháp đem đến lợi ích thiết thực đời này đời sau và chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Thì ngài mới trả lời này: Mahali, ta thấy thiên vương Đế Thích rồi. Bạch ngài, nếu mà thật là thiên vương Đế Thích thì khó thấy khó biết lắm, sợ e ngài đã thấy lầm vị nào giống như thiên vương Đế Thích chăng? Thì chúng ta biết nè, hỏi Đức Phật mà còn biểu là sợ ngài hiểu là ngài thấy lầm nữa. Thì Đức Thế Tôn với lòng từ ngài mới nói rằng: này Mahali, ta biết rõ Đế Thích. Tại sao ngài biết rõ? Thưa quý vị, ngài biết được cả tiền nghiệp trong nhiều kiếp vì vua trời Đế Thích, những cái dòng tâm của vị đó khi mà tái sanh và làm những cái phước thiện gì và tái sanh như thế nào. Chính vì cái điều đó mà ngài biết rõ. Này Mahali, ta biết rõ Đế Thích, ta biết rõ cả những pháp mà Đế Thích thọ trì. Ngài biết do ngài cũng đã sanh rất là nhiều ở các cái cõi trời, do vậy là ngài biết được những cái pháp mà ngài biết được tất cả các pháp từ thấp cao thu tế ở trong ngoài thù thắng như thế nào. Do vậy là điều này không có gì để mà phải bàn nghĩ bàn nữa. Và những pháp nào mà Đế Thích thọ trì thực hành mới được làm chủ cái cõi trời đó, thì này Mahali, Đế Thích Hoàng Nhân, Sakkadeva Namindo. Và ngài nói rằng do kiếp trước ở cái cõi, cái tiền kiếp của vị này ở cái nhân gian ấy, là một cái thanh liên tên là Makha, cho nên được gọi là Makhawa. Này Mahali, Đức Đế Thích do một cái kiếp trước nữa ở nhân loại, do bố thí tròn đủ nên được gọi là Purin Đá Đô. Thì chúng ta đừng có nghĩ rằng
cái gì tiền thân là cái gì đâu xa, chúng ta cũng đang là tiền thân của chính chúng ta, của kiếp trước. Và bây giờ chúng ta là hay là của kiếp Dạ, chúng con hết nghe được âm thanh của sư rồi. Con cũng thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ, để Đức Đại Nhẫn có nghe được âm thanh con không? Đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không quý vị? Dạ, cảm ơn Phạm Đông, cảm ơn Nguyên Tình. Dạ, chúng con cung thỉnh Đại Đức Đại Nhẫn cầm mic ạ. Không biết đại sư bị cúp điện hay giờ sư... điện thoại nó còn đủ không? Dạ. Một lần nữa chúng con cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn ạ. Dạ, đạo tràng quan hỷ chờ trong giây lát. Dạ, Đại Đức. Dạ, con thấy sư trở lại đạo tràng rồi, con kính dân bích đến sư ạ. À. Dạ thưa quý vị nghe rõ chưa? Cho sư xin một tín hiệu ạ. Dạ 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 vâng ạ. Và một cái tiền kiếp nữa là Đức Vua Trời Đế Thích á, ở nhân gian đã bố thí đắc lực cho nên được gọi là Sắc Cá Lăng Thi, hay là này Maha Lý Đức Đế Thích do một cái tiền kiếp ở cõi nhân gian bố thí chỗ trú xứ nên được gọi là Va Sau Á. Này Maha Lý, do tiền kiếp trước ở cõi nhân gian mỗi giây phút nghĩ ra được cả ngàn những cái việc lợi ích cho đời, cho nên Đức Vua Trời Đế Thích được gọi là Xá Há Xá Chắc Khú, gọi là Thiên Nhãn. Như vậy chúng ta thấy thiên nhãn ở đây chính là cái trí tuệ mà do phước của Ngài, Ngài sống ở nhân gian, Ngài làm vua hay là Ngài làm những cái người, thì Ngài nghĩ ra những cái, một trong một phút Ngài có thể nghĩ hàng ngàn những cái việc tốt mà nó sắp đặt sẵn ở trong đầu và nó đi hướng đến những cái thành quả cao đẹp. Maha Lý do làm chồng của làng Suchata, là công chúa của Asura Atula, nên có danh hiệu là Suchampatti. Hay là này Maha Lý do vị lãnh chúa ngựa trên cõi tam tập tam thiên Ta Quá Tinh Xá, nên có danh hiệu là Dewa Namindo. Này Maha Lý, Đức Đế Thích kiếp trước ở cõi nhân gian đã hành theo bảy cái hạnh công đức mà được làm trong cái cõi chư thiên. Thế nào là bảy? Như vậy chúng ta phải ở đây, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng pháp, đừng có quên chúng ta luôn luôn nghĩ về cái con người, không phải đâu. Ở đây mà chúng ta thấy ở đây nè, trong cái được gọi là con người đó, thì trong cái kiếp đó tâm của Ngài nó có bảy cái pháp thù thắng mà nó
nó luôn luôn hướng cái tâm của Ngài đến những cái điều mà tốt đẹp này, cũng như chúng ta đang đang học chánh pháp của Đức Phật bây giờ vậy đó. Không có gì mà chúng ta phải khó, chúng ta phải luôn luôn kéo nó về với cái thực tại để mà chúng ta chiêm nghiệm những cái pháp, không phải là chúng ta chạy theo Đức Vua Trời, không phải như vậy. Là cái tâm ngài, cái hạnh nguyện suốt đời là phụng dưỡng song thân, phụng dưỡng song thân. Và chúng ta biết là tại sao cái xứ sở Ấn Độ đó để sanh ra các vị Phật và các vị A-la-hán đức hạnh. Xin thưa với quý vị, xứ sở Ấn Độ là người ta cực kỳ cung kính và thương mến cha mẹ. Và chúng ta đã để ý, phải không? Một truyền thống ngàn đời, luôn luôn là suốt đời phụng dưỡng song thân. Hai là suốt đời tôn kính các bậc trưởng thượng, tức là tôn kính chú bác, các anh các chị trong gia đình, những cái người làng xóm, những cái người lớn tuổi. Và nên nhớ rằng là cái người trí hay người đức hạnh thì bao giờ cũng tôn kính, thương kính người lớn tuổi và thương yêu người lớn tuổi. Đó mới là người đức hạnh. Dầu mình có là vị sư, vị gì chăng nữa, thì cái người lớn tuổi mình luôn luôn phải có một cái sự kính trọng. Và thứ ba nữa là cái hạnh nguyện suốt đời nói lời chân thật, nói lời chân thật. Và chúng ta biết là nói lời chân thật rất là khó. Và chúng ta biết là không một ai giải thoát ở trên đời này mà lại bỏ qua lời chân thật cả. Lời chân thật ở đây là gì? Lời chân thật ở đây là không có che đậy, dầu là cái điều đó là điều xấu tồi tệ nhất đối với mình. Và thường thường chúng ta luôn luôn bảo vệ cái tôi, chúng ta sợ người khác cười, là ông sư tu tập cái hạnh nó xấu xa như vậy, phải che nó lại. Đừng để cho người ta biết, người ta biết người ta sẽ không cúng dường, người ta sẽ không có tôn kính mình nữa, người ta không thương yêu mình nữa. Nhưng mà thực sự mình có tốt không? Không. Nhà sư cũng vậy thôi thưa quý vị. Quý vị đừng có đặt sư là một cái gì đó quan trọng, mà hãy luôn luôn là pháp chân thật. Thà là một vị sư tu tập bình thường có pháp chân thật, và chúng ta cứ nhẹ nhàng đi từng bước đất thang của Đức Phật dạy, từ kiếp sống này qua chốn kiếp khác để mà giải thoát. Chứ không phải sống che đậy với những người cư sĩ hay là với này kia, mà trong khi đó chúng ta không có cái gì cả. Và trong khi đó những cái điều chúng ta làm thầm kín thì nó vô cùng bất thiện, nhưng mà chúng ta rất giỏi che đậy. Những người như vậy không bao giờ lớn mạnh trong chánh pháp của Đức Phật. Dạ thưa, rồi quý vị quan hệ chờ trong giây lát, sư rất mít nữa rồi quý vị ơi. Dạ cảm ơn rằng đông. Dạ kính chào Sati Amata, kính chào Hiền Hòa vừa vào đạo tràng. Bây giờ chắc là sư Rạng Đông ơi, chạy ra coi sư còn online không Rạng Đông. Nói giùm Nhật Quỳnh coi. Nếu không chắc
Dạ. Hôm nay được nét của sư có vấn đề thì chạy ra chạy vào mấy lần rồi. Dạ làm sao đây thằng Đông? Alo, thằng Đông à. Cầm mic cho để nghe một bài gì đó một chút xíu chào sư được không thằng Đông? Alo. Đang Đông có đồng ý không? Có sẵn sàng không? Thì đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên trong khi chờ đợi nhà sư trở lại ạ. Dạ, mời Đăng Đông. Khanda dukha idam ko panabikari dukha samudayam ariya satcham tanha puno bhavika nandiraga sahagata tatra tatra vinandini siyatidan kama tanha Bhavatanha, Vibhavatanha, Idam ko panabhikkhave. Dukha nirodham, Ariya satcham. Yotassa eva. Tanhaya asesa viraga nirodho chago patinisako mutti analayo idanko panabhikkhave. Dukha nirodhagamini patipada ariya satcham. Ayameva ariyo attangiko maggho. Siyati dang. Sammadhi sammasankappo sammavaccha sammakammana me bhikkhave
kumbhe ananusutesu dhammesu chakkum udapadi jnanam udapadi panya udapadi vijja udapadi aloko udapadi. Dạ sa thú, sa thú, kính cảm ơn Sít Căng đã cho một nghe băng giảng. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Dạ chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ con kính dâng mít đến sư. Quan tu sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp bê đê quan tu sắp bằng bụt an ức phá vê nê sá đa sá thị phung vinh truy tê. Quan tu sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp bê đê quan tu sắp bằng hàm ma ức phá vê nê sá đa sá thị phung vinh truy tê. Ba quan tu sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp bê đê quan tu sắp bằng phăng khá ức phá vê nê sá đa sá thị phung vinh truy tê. Tất cả phương lao hàng con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, có sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tịnh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Trung Đức đã vào rum chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu bu chi ta sot hin ka ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sap ma na pu ta su ki ta ma wan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua rằng ba tuyết cha tê sắp bê pi đúc khá sa khá ron tu phăng khá dân tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bu cha la sẵn khô hộ tu sa mắc vô qua Atha ya cha hi ta ya cha am he ra kham tu sắc tham mô sắp bê pi tham ma cha ri no vô thêm sâm pha vô ne ya ma tham ma ri ya pa vê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rum nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rum học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.